lời tựa. Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5, năm Kỷ Mão. Vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vùng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan mà kể lại nguồn gốc phát sinh. Trải bao đời giúp nước vua dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quý thần đất Việt chớ bao liều. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuần ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiềm gì nổi cảnh quốc pha gia vong, mai huyền cơ đã định, lòng thương tâm họ vướng cảnh đồ đau, chỉ xiết xót thương chung sanh giảm khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn trốn mê đồ mà chẳng quản thân chút thê cưu dân, dòng thân dĩ quốc, huống chi nay cơ màu đã thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tư hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người hiểu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khe. Vì lòng từ ái chưa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội lâm hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xưng vị xưng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ hoa ngày say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả, luật trời Đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra không cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thấy hướng thiện quầy đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến lâm qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lẫm ma vương khấy rối, ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát khởi đồng, chớ có dè đâu
chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tùng tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiểu khùng điên. Mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tịnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ năm 1942. Tôn chỉ hành đạo, quyển 6, cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo. Lời nói đầu. Năm năm trường xa cách, cái chính sách áp bức tôn giáo gắt gao của người Pháp làm cho tôi không được gần gũi các người hầu giải bài tường tận tôn chỉ hành đạo của tôi. Ấy không phải vì tôi cố ý muốn xa lánh các người, song chẳng qua vì sự bắt buộc của kẻ cường quyền nên tôi và các người không được trực tiếp cùng nhau. Tuy nhiên cũng có lắm thiện nam tín nữ rất trung thành, một lòng gìn đạo. Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành động một vài điều không hợp với tinh thần đạo đức, trái chủ nghĩa từ bi bác ái và sự cao thượng của giáo pháp nhà Phật. Thế nên điều ấy làm cho quyển sách nhỏ này ra đời. Vậy từ nay trở đi, tôi ước mong rằng với vài điều sơ lược kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo sẽ dùng trí huệ mình suy gẫm gìn giữ ăn ở theo quy tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh giá của đạo Phật. Như thế chẳng phụ công ơn của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và đã dìu dắt quần sanh tìm đường giải thoát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.